đây là mấy cái dựa rau mà. Cà. Ừ. Anh vô kẹo với hả? Đó, anh áp nó cho bay. Nè, vô. Anh áp. Anh ăn ăn giang anh lưu khỏi anh lên ao với anh phải anh thọt chuột tật ớt nữa đấy khôi mà nè anh lấy xong với mau mình vô mà có với nè hả nhưng tôm xong mau xong tiền nữa nè nè anh ai vô bay hãy khôi anh chả năm mốt rồi anh thọt chuột rồi lưu khỏi ớt ao vậy gì không về anh ấy ai mình ta ấy ôi mấy ôi mấy vô tới te hộp tới chỗ năng mười tiệt chắc kẹo không nè bố hai bố sống ở Việt Nam tiết sống ở Việt Nam tiết nè vô vai vô tập kéo rồi vô tiệt ngồi 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 nè trong qua anh đi nè hãy vô kéo ăn hả? Vô. Vô. Ôi ấy. Vô vậy anh vô kẹo hả? Nè, nãy cho ngoan vai. Quân đang ăn vô hả? Nó nhảy tung tăng nó mừng nè vô ấy xong ấy xin xung kèo vô bay vậy vô bay át vô át át vô ấy anh ai vô bay cho mình anh xua ấy mày ấy tham vô ai lấy bên á hai gậy mau vô hả bên á nè hai gậy mau vô hả
Hả? Hả? Anh xua ai mơ mà anh ai ai vô ai vô ấy bị nắp phải nhu ấy mà mà vô bài hả? Nè mấy dạy vô át hả? Vô kẹo vậy? Vô bài vậy? Rồi à mấy bằng ai ngay khơi từ sập bẩn phật chở nó ngon phật chở chăm ngon bấy nè không mồm mồm ba này à được chuốc khơi sập bẩn thế lướt nói lướt ai sao là pi ấy không ai những bàn pi ấy ai vô bài ăn nè nè anh ai vô bài anh vô ăn rồi anh chân ta ăn đây anh chân bàn tay không ấy nè ai cảm ơn ta họ cũng hợp tác bữa nay đi bữa nay đi xin rau với ông Chính nữa nè. Ông Chính rau của hộp đó. Nó có thuốc để đây cho nó ăn nó đi công chuyện gì rồi. Cái gì ăn cũng là cho nó. Mười hai rưỡi là đi xin. Thì ông đi sao ông đi tôi trước tôi quay ông luôn đó. Tới giờ đi xin rau mà. Máy này máy gì vậy ta? Máy này nè. Máy là ép mía. Máy xúc mía ha anh. Máy xúc mía. Nó tới 12 giờ là đi đẩy xe dọc dọc như xin bà con nè. Rồi đem về rồi ở các nơi khác mà ở các nơi khác người ta tới xin lại đó, phân phối trở lại rồi anh cho là cho mấy cái bếp từ thiện hả? Anh cho bếp từ thiện hay là sao? Từ thiện có diện chị ơi. Con ta cho nè đó. Mình đem về mới cho lại tiếp hai đoạn trước
ngắn